Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phương Tây phản ứng trước điều tra của BBC về nạn hãm hiếp ở Tân Cương, Trung Quốc. Một phóng sự điều tra của BBC ra hôm thứ Tư ngày 3 tháng 2 có lời kể của nạn nhân về việc công an và cai ngục hãm hiếp, lạm dụng tình dục và tra tấn phụ nữ đã nhận được sự phủ nhận trắng trợn của Trung Quốc và sự lên án mạnh mẽ của các nước phương Tây gồm Anh, Mỹ, Úc. Một nạn nhân đã tường thuật lại với BBC về nạn hãm hiếp và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo tập trung ở vùng Tân Cương thuộc Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo của BBC vào hôm 3 tháng 2 năm 2021 với tựa đề "Mục tiêu của họ là tiêu diệt tất cả mọi người, những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ, cáo buộc bị hiếp dâm có hệ thống. Tu Sunay, người trốn khỏi khu tự trị Tân Cương sau khi được ra trại và hiện đang sống ở Mỹ, cho biết bà bị tra tấn hãm hiếp 3 lần, mỗi lần có 2 hay 3 người đàn ông. Bà kể rằng phụ nữ ở đó bị đưa ra khỏi phòng giam hàng đêm và bị một hay nhiều người đàn ông Trung Quốc hãm hiếp. Một phụ nữ khác ở Kazakhstan ở Tân Cương, bà Kuzia, bị giam 18 tháng trong trại cải tạo, nói bà bị ép phải lột trần ở phụ nữ Ngô Duy Nhĩ, còng tay họ và sau đó bỏ lại họ ở phòng cho đàn ông Trung Quốc. Bà nói đàn ông Trung Quốc trả tiền để chọn người đẹp nhất trong số các nữ tù nhân trẻ. Họ bắt tôi phải cởi trần áo các phụ nữ đó và còng tay họ rồi ra khỏi phòng. Một người từng làm cai ngục tại trại cải tạo không muốn tiết lộ danh tính thì mô tả cảnh tra tấn và tình trạng đói ăn của những người bị giam giữ. Arya Sen, một chuyên gia hàng đầu về chính sách Trung Quốc ở Tân Cương, nói với lời kể của nhân chứng do đài BBC thu thập là một trong những bằng chứng kinh khủng nhất mà tôi từng biết kể từ khi thảm họa này bắt đầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận các tường thuật này và cáo buộc BBC đã đưa điều tra giả. Đây là hình ảnh các tòa nhà tại Trung tâm Dịch vụ Đào tạo Kỹ năng Nghề nghiệp ở thành phố Athus ở Tân Cương, được cho là trại cải tạo trá hình người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác của Trung Quốc ở đây. Trong khi đó, các nước phương Tây đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Chính phủ Mỹ nói tường thuật về nạn hãm hiếp có hệ thống đối với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ diễn ra trong các trại cải tạo tập trung ở Trung Quốc khiến họ bận tâm sâu sắc. Trong một thông cáo vào hôm thứ Tư, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói: "Chúng tôi hết sức bận tâm về điều tra này, trong đó có các lời kể trực tiếp về nạn hãm hiếp mà lạm dụng tình dục có hệ thống với phụ nữ trong các trại cải tạo tập trung cho người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương. Những thảm họa này gây sốc cho lương tâm chúng ta và phải trả giá bằng hậu quả nghiêm trọng." Tại Quốc hội Anh vào hôm thứ Năm, Thứ trưởng Ngoại giao Nick Adam đã nói: "Bất kỳ ai đã xem điều tra của BBC không thể không thấy cảm động và bức xúc bởi những gì rõ ràng là đang diễn ra hành vi độc ác này." Nick Adam đã tuyên bố chính phủ Anh dẫn đầu nỗ lực quốc tế buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Marzia cũng bình luận về điều tra này. Bà nói Liên Hợp Quốc phải được vào khu vực Tân Cương ngay lập tức. Các tổ chức nhân quyền đã nói chính phủ Trung Quốc đã tước dần quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do khác của người Duy Ngô Nhĩ, áp đặt một hệ thống theo dõi, bắt giam, nhồi sọ và thậm chí cưỡng bức triệt sản trên diện rộng. Hồi tháng 11, ngay trước thời điểm chuyển giao quyền lực, chính quyền Donald Trump đã tuyên bố Trung Quốc đã thực hiện nạn diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ, một tuyên bố mà chính quyền Biden cũng ủng hộ. Truyền thông quốc tế đã nhiều lần đăng phóng sự điều tra về việc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ tại nơi giam giữ người thiểu số lớn nhất kể từ thời thế giới lần thứ hai. Hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã bị nhốt trong các nhà tù được xây dựng đặc biệt nằm ở khu vực Tây Bắc Tân Cương của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc luôn tuyên bố các trại này là trung tâm cải tạo tự nguyện để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Nhưng các tài liệu do gì gần đây đã tố cáo một câu chuyện khác hẳn. Họ cho thấy các trại được điều hành bởi những nhà tù kiên cố và tù nhân phải đối mặt với tra tấn ngược đãi, đặc biệt là phụ nữ bị cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và triệt sản bắt buộc. Tờ báo Pháp Libron đã thực hiện cuộc phỏng vấn vào hôm 14 tháng 7 năm 2020 với một nhân chứng sống, một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ tị nạn tại châu Âu. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo của Libretto hôm 20 tháng 7 năm 2020 có tựa đề "Người Duy Ngô Nhĩ, họ bắt tôi nằm xuống, dạng chân ra và đặt vào một vòng tránh thai." Người phụ nữ tên là Quyp Nua, bà không chỉ là một nạn nhân bị triệt sản bắt buộc mà còn là một nhân chứng sống, động từng làm việc
và cộng tác trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Quyệt Nùa sinh năm 1969 tại U Quy, thủ phủ Tân Cương cách Bắc Kinh 3.000 km. Tân Cương là vùng đất mênh mông, thưa dân, nằm ngay trục giao thông Trung Á, nơi cư dân hầu hết theo đạo Hồi. Người Duy Mô Nhĩ, Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan. Và dù Tân Cương bị Trung Quốc của Đảng Cộng sản sát nhập vào năm 1949, nhưng cho đến thập niên 90, văn hóa truyền thống và nghệ thuật địa phương vẫn phổ biến. Ngôn ngữ chính là Duy Ngô Nhĩ được viết bằng chữ Ả Rập, lên trung học mới học dạy tiếng Hoa. Và Beck nhớ lại, chúng tôi có những hàng xóm người Hán và người Hồi giáo, chúng tôi chơi với nhau vẫn chưa hề có thù hận. Các anh chị em chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, trở thành công an và quan chức hoặc kinh doanh phát đạt. Tôi coi mình là công dân Trung Quốc, thấy rằng chính quyền đã làm tốt việc phát triển kinh tế và giáo dục ở các vùng nông thôn. Cú sốc đầu tiên diễn ra vào năm 2004 khi trường học Duy Ngô Nhĩ nhận được lệnh phải trở thành song ngữ, tức tiếng Hoa và tiếng Anh, rồi sau vụ nổi dậy ở U Quy vào năm 2009 và có vụ tấn công được cho là từ những người Duy Ngô Nhĩ đòi độc lập. Cỗ máy thực dân của Bắc Kinh tăng tốc, kỳ thị chủng tộc ngày càng mạnh. Mẹ tôi phải cầu nguyện lén trong mùa chay Ramadan, hiệu trưởng trường chúng tôi phân phát thức ăn nước uống để tìm ra những học sinh khả nghi. Từ năm 2014, một đồng nghiệp xuất thân từ vùng quê xa xôi đã nói với bà về một trại cải tạo ở cách U Quy 1.000 km và 2 năm sau, cũng người này hoảng loạn cho biết cha mẹ và ba người anh của mình bị bắt, công an nói, cầu nguyện à, 10 năm tù, đọc kinh Quran à, 8 năm tù. Phụ nữ trong vùng bị buộc phải thắt ống dẫn chứng. Beck kể rằng điều này không thể xảy ra ngay tại thủ phủ, nhưng nó vẫn xảy ra với sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào năm 2016, Tân Cương bị đặt trong vòng kiểm tỏa của Bí thư tỉnh Trần Toàn Quốc, từng hoành hành ở Tây Tạng lấy cớ chống cực đoan, ly khai và khủng bố. Quá trình đồng hóa trở nên thô bạo. Họ bắt người vào ban đêm tại khu nhà tôi ở và những cư dân ở tầng 1, tầng 2 rồi đến 4 lần lượt biến mất. Tờ giấy cấm vào được dán ở ngoài cửa. Ở trường, các bé học sinh khóc hỏi vì sao mẹ bị bắt. Mỗi đêm tôi đi ngủ hoặc mặc nguyên trang phục ban ngày vì không bị đưa đi trong lúc mặc đồ ngủ. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2017, Quyệt Nùa được triệu tập đến Ủy ban Nhân dân và Chính quyền thông báo rằng bà được chọn để giảng dạy cho những người ít học. Đây là hình ảnh Trần Toàn Quốc, Bí thư Đảng ủy khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, người thi hành chính sách đã khốc liệt người dân sắc tộc thiểu số theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà đã phải ký vào những mẫu đơn, trong đó cam kết không được tiết lộ với ai, nếu không cả gia đình sẽ bị trừng phạt. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, bà được đưa đến một khu nhà 4 tầng ở ngoại ô, nằm sau một ngọn núi, bao quanh là những bức tường rào kín kẽm gai, vào bằng một cửa sắt điều khiển bằng điện. Có các công an vũ trang, khoảng 12 nhân viên, cán bộ, y tá, giáo viên. Từ các màn hình trong phòng điều khiển, bà thấy 10 xà lim, mỗi xà lim có 10 người tù. Các phòng giam chật hẹp này chìm trong bóng tối, cửa sổ bị đóng kín bằng các tấm kim loại, không có giường, chỉ có nền trải trên cho 97 tù nhân. Họ phải nhập trại cách đó 2 tuần, vẫn còn nguyên râu tóc, trong đó có 7 phụ nữ. Beck có hợp đồng 6 tháng, sau 3 tuần lễ đầu, bà quen dần với 97 học viên. Họ không có tên, chỉ có một con số in lên chiếc áo màu cam. Mỗi ngày học viên rơi rụng dần, trong khi ban đầu họ đều khỏe mạnh, thì sau 3 tuần vào trại họ dần yếu đi, có người thậm chí còn đi không nổi, có người chết vì xuất huyết não, có người ngã bệnh vì nhiễm trùng và chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2017, tầng 1 của trại được những người mới đến lấp đầy, họ bị cạo trọc, khác với lần đầu tiên gồm nhiều tu sĩ lớn tuổi, lần này là các trí thức. Doanh nhân, sinh viên, mà tội duy nhất là dám sử dụng Facebook, vốn bị cấm ở Trung Quốc. Mỗi giờ lại có 100 người khác được gửi đến. Học viên được vào nhà vệ sinh 3 lần một ngày vào giờ ấn định và tắm mỗi tháng một lần, không quá 15 phút. 6 tháng sau, số tù nhân lập trại đã lên tới 3.000 người, chen chúc 50-60 người trong một phòng, thay phiên nhau ngủ. Mỗi ngày 2-3 người, đôi khi 7 người bị gọi lên bất kỳ lúc nào. Phòng tra tấn nằm dưới tầng hầm và những tiếng kêu la vang vọng trong khắp cả tòa nhà. Tôi nghe thấy khi ăn trưa và đôi lúc đang dạy học. Một nữ công an vốn quen với bà Beck từ trước vì đã có con học trò của bà, bí mật cho biết một số thông tin. Theo đó có 4 cách tra tấn bằng dụng cụ điện như sau: ghế, găng tay, nón sắt và dùng gậy điện chọc vào hậu môn.
Tháng 9 năm 2017, sau khi hết hợp đồng, bà Beck đã được chuyển sang một trại khác cũng ở Ogi nhưng dành cho nữ. Đó là một tòa nhà 6 tầng bình thường ngay trong thành phố, đề chữ viện dưỡng lão. Có đến 10.000 phụ nữ bị nhốt ở đây, đầu cạo trọc chỉ khoảng 60, người là trên 60 tuổi. Đây là hình ảnh nhân chứng sống người Duy Ngô Nhĩ, bà Beck đang tị nạn ở châu Âu trả lời nhật báo Pháp hôm 14 tháng 7 năm 2020. Hầu hết là các cô gái trẻ xinh đẹp, học thức. Những thiếu nữ này là sinh viên du học ở Hàn Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, châu Âu hoặc Hoa Kỳ, bị bắt giam khi về nước thăm gia đình. Các cô có kiến thức rộng và nói được nhiều ngôn ngữ, không có toilet cho tù nhân, chỉ có một chiếc xô được đem đổ mỗi tuần một lần. Không khí hôi thối khủng khiếp. Nhiều người đã đổ bệnh vì tình trạng mất vệ sinh. Mỗi thứ hai, 10.000 nữ tù nhân xếp hàng tại phòng y tế. Y tá tiêm, chuyển tĩnh mạch, lấy máu và cho uống một viên thuốc màu trắng. Một nữ y tá nói với bà Beck họ cần calcium vì sống trong bóng tối, lấy máu để xem xét bệnh nhân chuyển nhiễm, còn uống thuốc giúp dễ ngủ hơn. Bà tự hỏi vì sao lại cần nhiều calcium như thế và nghi ngờ đây là thuốc tránh thai. Khác với trại trước, có nhiều nhân viên là người sắc tộc. Ở trại nữ này, cán bộ toàn là đàn ông, người Hán. Người nữ công an cho biết mỗi ngày có 4-5 cô bị gọi lên để các cán bộ hiếp dâm tập thể, đôi khi dùng rùi cui điện cho vào chỗ kín và hậu môn. Có người không bao giờ trở về sau đó. Tháng 12 năm 2017, một đợt nữ tù nhân trẻ được thả ra ở Ugi. Một số bị tra tấn đến nỗi phải cưa tay hoặc chân, số khác trở nên điên loạn. Ngay cả trong khu nhà ở Abek cũng có trở thành một nơi trại nhà tù mở, với những vụ bất bớ xảy ra hàng ngày trên đường phố, sử dụng quốc ép hay liên lạc với nước ngoài là đủ để vào tù. Một người hàng xóm nhờ bạn người Hán gọi cho con trai ở Kazakhstan bảo đừng về Tân Cương. Ngay trong đêm, người này đã bị năm công an đến bắt đưa đi mất tích. Phụ nữ ở thủ phủ của Tân Cương thì bị cưỡng bức triệt sản. Tất cả các phụ nữ tuổi từ 18 đến 50 tại các khu phố ở Beck ở Ugi đều được triệu tập ngày 18 tháng 7 năm 2017 để khám miễn phí và bắt buộc. Vào lúc 8 giờ sáng, hàng người đã rất dài trước bệnh viện. Khi đến lượt bà, chẳng có khám phụ khoa lẫn hỏi han gì. Họ bắt bà nằm xuống, dạng chân ra và đặt vào trong cái vòng tránh thai. Một sự thô bạo khủng khiếp. Bà bật khóc, cảm thấy bị hạ nhục, bị tấn công cả về tính dục lẫn tâm lý. Nhưng bà làm việc trong một trại cải tạo và biết những gì chờ đợi mình nếu cưỡng lại. Tờ báo New York Post của Mỹ cũng nhận định Bắc Kinh đã tuyên bố rằng người Duy Ngô Nhĩ đại diện của một mối đe dọa khủng bố Hồi giáo, nhưng thực tế tồi tệ là Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang muốn tiêu diệt bất kỳ sự phản kháng nào hoặc bất đồng chính kiến nào có thể xảy ra, tôn giáo hoặc thế tục, và cười nhạo ý tưởng về nhân quyền. Chế độ này đã trở nên hoàn toàn quái dị và thế giới văn minh cần phải nhận ra sự xấu xa của nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2020 với bản tin Phương Tây phản ứng trước điều tra của BBC về nạn hãm hiếp ở Tân Cương, Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.